quý vị cập nhật các thông tin của thị trường châu Á. Thưa quý vị, hàng trăm nhà đầu tư đã tập trung trước một cơ quan của chính phủ Trung Quốc hôm 21 tháng 12 vừa qua để yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra một công ty tài chính bất ngờ ngừng hoạt động. Nhiều người đang lo lắng cho số tài sản mà họ mua từ Izubao, một công ty tài chính trực tuyến. Izubao phải đóng cửa hồi đầu tháng sau khi bị cho là hoạt động bất hợp pháp. Cảnh sát cũng đã niêm phong cũng như là tịch thu các tài sản từ Izubao và các công ty còn có liên quan. Trường hợp của công ty Izubao như một hồi chuông cảnh báo đối với ngành công nghiệp quản lý tài sản trị giá 2,6 ngàn tỷ đô la Mỹ đang ngày càng phát triển tại Trung Quốc. Một nhân viên của Izubao cho biết các nhà đầu tư đang chờ để lấy lại tiền của mình trước năm mới. Nền tảng của Izubao đang hoạt động bình thường thì tự dưng lại không hoạt động nữa, khiến mọi người rất lo lắng. Phía cảnh sát thì nói họ đang điều tra làm ăn phi pháp nhưng lại không đưa ra một người cụ thể nào. Mọi người đều đang chờ đợi để lấy được tiền trước năm mới. Bản thân tôi cũng đã đầu tư vào đây hơn 21 ngàn đô la Mỹ. Công ty Izubao đã thu hút đầu tư hơn 70 tỷ nhân dân tệ, tương đương 11 tỷ đô la Mỹ từ khoảng 31 tỉnh trên cả nước. Trong khi đó, một số người khác không chỉ chờ đợi tiền mà còn chờ một câu trả lời thỏa đáng từ chính phủ về số phận của các khoản đầu tư. Chính phủ cho biết phải mất khoảng 3 tháng mới có kết quả điều tra. Tập đoàn điện tử Toshiba mới đây vừa tuyên bố là sẽ cắt giảm gần 7.000 nhân sự sau khi báo lỗ cả năm vào gần 550 tỷ yên. Theo thông báo của Toshiba, sau vụ bê bối kế toán gây chấn động, hãng sẽ tái cơ cấu lại công ty, sau đó sẽ tập trung vào phát triển chip xử lý và năng lượng hạt nhân. Gần 7.000 nhân sự sẽ bị cắt giảm, chủ yếu trong mảng thiết bị điện tử tiêu dùng. Hãng cũng sẽ bán đi nhà máy sản xuất TV tại Indonesia, đồng thời cắt giảm hơn 10.000 nhân sự thuộc bộ phận PC và hạt nhân, bao gồm tuyên bố cắt giảm trước đó và những người muốn nghỉ hưu sớm. Do chi phí tái cơ cấu, lỗ ròng của Toshiba năm nay dự kiến khoảng 550 tỷ yên, tương đương 4.53 tỷ đô la Mỹ. Thông qua tái cơ cấu, chúng tôi hy vọng gây dựng lại được lòng tin của các cổ đông và trở lại là một doanh nghiệp mạnh mẽ. Thật không dễ để đưa ra quyết định sa thải, nhưng tôi tin đó là điều cần thiết cho Toshiba trong thời điểm này. Cổ phiếu của hãng đã giảm 40% kể từ khi tin tức về vụ bê bối tài chính bị lan truyền. Sau khi bị phanh phui thổi phồng lợi nhuận từ hồi năm 2008 đến 2009, ban lãnh đạo công ty đã lên tiếng từ chức. Công ty này đã gian dối trong việc khai báo lợi nhuận kinh doanh lên con số gần 1,3 tỷ đô la Mỹ. Với hy vọng giúp cho người khuyết tật tìm được việc làm, quán cà phê Finger Talk tại Indonesia đã ra đời với toàn bộ nhân viên là người khiếm thính. Finger Talk là quán cà phê đầu tiên thuê người khiếm thính làm phục vụ tại Indonesia. Chủ quán cà phê Kodisa Siakina Adanisa cho biết, điều cô quan tâm là làm sao để mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm cho những người khuyết tật. Những gì tôi đang làm chỉ là một phần nhỏ và không có gì lớn lao cả. Đó là lý do vì sao tôi luôn nghĩ rằng hãy mở ra một nơi để mọi người có thể lui tới và nhìn thấy người khiếm thính, cũng có thể làm việc như người bình thường. Các khách hàng đến với Finger Talk sẽ được đưa ra một mẫu giấy có ghi hướng dẫn giao tiếp với người khiếm thính, trong khi những nhân viên tại đây thì đọc khẩu hình miệng để biết khách hàng nói gì. Finger Talk thực sự là một quán cà phê với thức ăn ngon và cách phục vụ rất tốt. Đó không phải chỉ là nơi trú chân của những người khuyết tật. Chúng tôi có thể thấy được sự chuyên nghiệp tại đây và thức ăn thực sự là tuyệt vời. Hiện chính phủ của Tổng thống Joko Widodo cũng đang tìm cách sửa đổi luật pháp để giúp người khuyết tật tìm việc dễ dàng hơn. Thưa quý vị, vào hôm thứ Hai vừa qua, thì các quan chức điều tra đang phân tích hộp đen của chiếc máy bay Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi vào tháng trước cho biết bộ phận ghi âm trong hộp đen đã bị thiệt hại nặng nề và hiện khó có thể giải mã được. Vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đã kiểm tra thông tin từ hộp đen của chiếc máy bay chiến đấu Su-24 với hy vọng sẽ tìm được chứng cứ để xác nhận thông tin của Moscow đưa ra trước đó là máy bay không bay vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hy vọng này đã hoàn toàn tan biến vì hộp đen đã bị hư hại nặng nề. Ông Sergei Benatov, người đứng đầu cơ quan an toàn bay của lực lượng phòng không Nga cho biết 13 trong tổng số 16 con chip đã bị hủy hoàn toàn, những con chip còn lại cũng bị hư hỏng nặng. Hiện tại, Bộ Quốc phòng nước này phải nhờ đến Viện Khoa học đặc biệt với hy vọng có thể tìm ra những thông tin còn lưu lại từ những con chip trên. Tuy nhiên, theo như phía Nga, đây là một quá trình không chắc có kết quả và sẽ mất rất nhiều thời gian. Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga vào ngày 24 tháng 11 được xem là vụ đối đầu công khai đầu tiên giữa Moscow và một thành viên của khối NATO trong 50 năm qua. Sau sự việc này, Nga cũng đã tiến hành ký sắc lệnh trừng phạt kinh tế của Ankara. Mặc dù đã vào mùa đông nhưng vẫn chưa thấy tuyết trắng xuất hiện trên những con đường của thủ đô Moscow nước Nga. Nguyên nhân là do không khí ấm đang tràn vào phần lãnh thổ thuộc châu Âu của nước này, khiến cho nhiệt độ tháng 12 tăng cao lên mức kỷ lục. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết của Nga, những cơn lốc xoáy ở Đại Tây Dương đã ảnh hưởng đến thời tiết của thủ đô nước này, khiến các lớp băng tại trung tâm trực băng của thành phố đã phải tan chảy. Nhiệt độ kỷ lục trong ngày hôm nay ở Moscow là 5,4 độ C, đã xảy ra vào năm 1982.
Hôm nay, kỷ lục này lại bị phá vỡ và có khả năng là trong vài ngày tới, chúng tôi phải cần chứng kiến nhiều kỷ lục tăng nhiệt độ khác nữa. Theo như mọi người ở đây hay nói, câu châm ngôn trong tuần này là không có ngày nào là không có kỷ lục mới. Nước động thành nhiều bổng trải khắp một khu chợ Giáng sinh gần Điện Kremlin. Ngôi chợ Giáng sinh thu hút nhiều khách du lịch tham quan này được làm bằng băng với độ cao 7m và dài 100m. Chỉ trong 4 ngày mở cửa, ngôi chợ đã tan chảy khiến cho nhiều du khách hết sức thất vọng. Nhìn không giống năm mới đến tí nào. Năm mới là phải có tiết, không khí lạnh, thậm chí là bão tuyết. Điều này đúng là bất thường. Tuy nhiên, một số người lại có phản ứng trái chiều vì không phải chống chọi với cái lạnh thấu xương tại xứ sở này. Tôi thích thời tiết như vậy. Chúng tôi đến từ Siberia và ở đó tuyết rơi nhiều quá rồi. Ở đây thì lại ấm hơn. Nhiều loại cây đã bắt đầu đâm chồi và ra hoa sớm cho thời tiết ấm thất thường. Cơ quan dự báo thời tiết của Nga cho biết, nhiệt độ vào thứ ba tại thủ đô Moscow sẽ trong từ khoảng từ 5 đến 7 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất trong ngày 22 tháng 12 được ghi nhận tại đây kể từ năm 1936 là 4,4 độ C. Mời quý vị tiếp tục cập nhật các câu chuyện nổi bật sau đây của thị trường Việt Nam trong phần tiếp theo. Đà Lạt lập đoàn thanh tra trước thông tin giá phòng khách sạn tăng quá cao dịp lễ hội hoa. Doanh nghiệp mạnh dạn tăng lượng hàng với kỳ vọng sức mua sẽ tốt hơn vào thời điểm cận Tết.